Xin thưa tới quý vị và các bạn, người anh em hỏi cái 939 của mình còn không? Xin thưa với người anh em, đài sáp 939 thì mình đang có 6 chiếc, trong đó có 2 chiếc là China, 4 chiếc là Japan. Đây là một chiếc đẹp nhất, đài China. Thế còn cái chiếc kia thì nó xấu hơn. Thế còn 4 chiếc Japan thì nó không được đẹp như thế này, nó không được đẹp như này. Con này là con rất chi là đẹp, nhưng mà chỉ có mỗi cái là China thôi, mỗi cái là China. Hai cái băng cassette thì đang trần vân tịt. Đài China thì cái loa bát này nghe nó âm thanh nó khác đấy. Nó bát trước tiên là loa bát của nó là bát tròn chứ không phải bát vuông, không phải bát vuông. Thế nhưng mà cũng nặng lắm, cái kích thước thì mình thấy là nó cũng giống với lại cái đài Japan thôi. Đấy, thế nhưng mà còn về âm thanh thì không nói thì mọi người cũng biết rồi. Con này thì được cái là nó đẹp, hình thức nó đẹp. Đấy. Con này mà khi mình làm hai cửa băng cassette nó chạy trở lại nhá. Bây giờ thì radio và line in đang hoạt động bình thường. Mình làm hai cái cửa băng cassette nó chạy thì có một mức thóc là 2.200.000, 2.200.000 đồng. Đài đẹp lắm, còn con này thì hình thức thì rất chi là đẹp. Đồng hồ vẫn chạy nó hết pin này. Đồng hồ này, đồng hồ báo giờ nó vẫn chạy hết pin. Radio thì nó nét lắm, tuy là China nhưng mà nó vẫn còn chuẩn lắm. Còn 939 đây, 939 Japan đây thì nó xấu hơn. Hình thức nó xấu hơn. Đây 939 Japan đây. Còn để ở chỗ khác nữa. Nhưng mà 939 Japan này là đang có 4 chiếc. Còn 939 China thì có 2 chiếc. Có mỗi cái con này là nếu như mà không quan trọng lắm về cái vấn đề China với Japan thì con này chơi được. Tại vì hình thức nó đẹp. Thóc thì nó cũng mềm. Thế mà 2.200.000 đồng là hoạt động hết từ radio cho tới băng cassette, cho tới line in. Bộ equalizer hoạt động bình thường, đèn nháy này hoạt động bình thường, hoạt động tất cả các cột nha. Thôi thế mình dừng video ở đây. Để chuẩn bị đến giờ đưa trẻ đi học. Thân ái chào tạm biệt.